Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, từ câu 10 đến câu 18. Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" Ông trả lời: "Ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho mình." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta. Hãy an phận với số lương của mình." Hồi đó, dân đang trong ngóng và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi về ông Gioan. Biết đâu ông chẳng là đấng Messiah. Ông Gioan trả lời mọi người rằng: Tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi qua dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Tay người cầm mia rê sạch lúa trong sân, thóc mẩy thì thu vào kho lạnh, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa mà loan báo tin mừng cho họ. Hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Lễ phục màu hồng của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay là dấu chỉ cho thấy mùa vọng ngầm chứa và hướng về niềm vui, vì Thiên Chúa đã gần đến để cứu chúng ta. Như được diễn tả trong các bài đọc, hãy vui lên. Tuy nhiên, để có được niềm vui đó, chúng ta cần có một cuộc hoán cải nội tâm, biến con người cũ thành con người mới. Trong thời gian dân chúng đang mong đợi đến Messiah, Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện để kêu gọi mọi người lãnh nhận phép rửa, tỏ lòng sám hối để cầu ơn tha tội. Như thế, phép rửa của Gioan chính là dấu chỉ hữu hình của thái độ hoán cải thay đổi đời sống. Thái độ hoán cải được diễn tả qua thao thức: "Chúng tôi phải làm gì?" Đây không chỉ đơn thuần là những thao thức muốn thay đổi bên ngoài, nhưng là muốn biến đổi nội tâm. Câu trả lời của Gioan Tiền Hô cho thao thức này không chỉ là một lời mời gọi hay lời khuyên chung chung, nhưng là những đề nghị và quyết tâm cụ thể tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng người. Với dân chúng là sự chia sẻ: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Với người thu thuế là an vui với hiện tại, đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Với binh lính là không áp bức hà hiếp, chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người. Hãy bằng lòng với đồng lương của mình. Chính nỗ lực hoán cải không ngừng đã làm cho thời gian đợi chờ của người Do Thái mang một sắc thái tích cực. Và như thế, niềm vui không chỉ đến với họ khi đấng Messiah xuất hiện, nhưng đã thực sự bắt đầu ngay từ những nỗ lực hoán cải, thay đổi đời sống theo hướng tích cực, tùy theo bối cảnh sống của họ hàng ngày. Chúng tôi phải làm gì? Là một câu hỏi mà người môn đệ Chúa Kitô hoặc mỗi Kitô hữu phải đặt ra cho mình. Ông Gioan Tiền Hô đã gợi ý ba điều: một cuộc sống biết không ngừng chia sẻ, một thái độ biết an vui với cuộc sống hiện có, một nỗ lực không để cho bạo lực và giả dối thống trị thế giới này. Ba điều này vừa chung nhưng cũng áp dụng riêng cho từng đối tượng, tùy theo hoàn cảnh riêng của mình. Nếu tôi đến với ông Gioan Tiền Hô, tôi sẽ nhận được đề nghị nào? Và từ đó,
có những quyết tâm cụ thể nào tùy thuộc vào hoàn cảnh của riêng tôi để giúp tôi thay đổi đời sống hầu đón Chúa đến.